Hướng về Nagasaki. Nagasaki là một thành phố đã bị trái bom hạt nhân thứ hai tiêu hủy cùng với hàng trăm ngàn sinh linh vào năm 1945. Khoảng 350 năm trước đó, vào tháng 2 năm 1597, 26 vị tử đạo đã bị treo vào thập tự trên một ngọn đồi quay mặt hướng về thành phố Nagasaki. Họ là những linh mục truyền giáo, tu sĩ, giáo dân. Họ là những người thuộc dòng Thánh Francisco, dòng tên và thành viên của dòng Ba Francisco. Họ thuộc loại giai cấp xã hội, là những giáo lý viên, nông dân, y sĩ, những người giúp việc và ở mọi lứa tuổi, nhưng tất cả 26 vị được kết hợp trong cùng với một đức tin và một tình yêu Thiên Chúa và giáo hội. Khi các nhà truyền giáo trở lại Nhật vào những năm 1860, họ ngỡ là sẽ không tìm thấy một dấu vết nào của Thiên Chúa giáo nữa. Nhưng sau khi đã thiết lập được vài công đoàn bé nhỏ, các ngài ngạc nhiên khám phá ra hàng ngàn tín hữu sinh sống quanh thành phố Nagasaki vẫn âm thầm, lén lút giữ vững đức tin mà 26 vị tử đạo đã anh dũng tuyên xưng. Vào năm 1617, 26 vị này được phong á thánh và cuối cùng được tôn phong hiển thánh vào năm 1862. Bản án tử hình của chúng tôi có để lại, những người bị hành quyết này đã đến từ Phi Luật Tân. Nhưng tôi không đến từ Phi Luật Tân. Tôi là người Nhật chính tông. Lý do tôi bị xử án là vì tôi đã rao giảng đức tin Kitô và thật đúng như vậy, tôi đã rao giảng tin mừng này. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được chết vì giao truyền danh Ngài. Tôi tin tưởng là tôi đã rao giảng sự thật và muốn nói với các bạn những lời cuối cùng này, hãy cầu xin ơn Thiên Chúa giúp các bạn được hạnh phúc. Tôi vâng lời Chúa Giêsu và vâng lệnh Ngài, tôi tha thứ cho những người xử tử tôi. Tôi không hờn ghét họ. Tôi cầu khẩn Thiên Chúa thương xót tất cả các bạn và tôi hy vọng máu tôi sẽ tuôn rơi trên đồng bào tôi như là những giọt mưa giúp phát sinh nhiều hoa trái. Đó là lời phát biểu cuối cùng khi đang bị treo trên thập tự của thầy Phaolô Miki, người Nhật thuộc dòng tên, người được biết đến nhiều nhất trong số 26 vị tử đạo tại Nhật. Ngày nay, một thời đại mới đã khởi đầu cho giáo hội Nhật. Tuy là một thiểu số khiêm nhường, nhưng những người công giáo tại Nhật được mọi người kính nể và được hưởng tự do hoàn toàn tiếp tục giao giảng tin mừng và niềm tin Thánh Phaolô Miki đã giao giảng trong cuộc sống của Ngài và trong những giây phút sắp lìa trần. Ước gì sự xác tín, lòng can đảm và sự sẵn sàng tha thứ của Thánh Miki được tiếp tục sống mãi trong tâm hồn các anh chị em tín hữu Nhật và trong tất cả chúng ta.